Mới đây tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã diễn ra lễ ra mắt Hội đồng Phát triển Gốm Chu Đậu. Sau hơn 13 năm khôi phục và phát triển dòng gốm cổ Chu Đậu bị thất truyền, nhận thấy đã đến lúc cần có sự chung tay của các chuyên gia, các nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực khác nhau, tiếp tục bảo tồn và phát triển gốm Chu Đậu để dòng gốm này trở thành một thương hiệu mạnh mang tầm quốc gia và vươn xa ra thế giới. Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro đã quyết định thành lập Hội đồng Phát triển Gốm Chu Đậu, ban đầu với 16 thành viên là các chuyên gia đầu ngành về khảo cổ, lịch sử, văn hóa, mỹ thuật, thương hiệu, marketing và du lịch. Sự ra đời của Hội đồng Phát triển Gốm Chu Đậu thể hiện sự quan tâm đặc biệt các nhà nghiên cứu đầu ngành, các giáo sư, giảng viên và xã hội với sự bảo tồn phát triển giá trị văn hóa phi vật thể của đất nước nói chung và của dòng gốm Chu Đậu, một tinh hoa văn hóa Việt Nam nói riêng. Đến nay, mỗi năm gốm Chu Đậu đã có hơn chục triệu sản phẩm được tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu hơn 50 quốc gia trên thế giới.